Rồi mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái hình của phản cung mã nữa. Thì trước đây mình đã có làm một vài clip về phản cung mã mà mình chưa có thời gian để làm nhiều vậy đó. Thì như hôm qua mình vừa mới lên một clip phản cung mã đó. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục thêm một vài biến đánh khác của phản cung mã là để cho chúng ta tham khảo ha. Thì như các bạn mà có xem clip vừa rồi tới tới đây các bạn thấy là ở bên bên máy là thúc thúc bình 7 ở clip hôm qua các bạn tìm xem là clip hôm qua thì hai ván đánh ở bên máy đều thúc bình 7 hết thì hôm nay lại là thúc bình 3 thúc bình 3 để mà biến cục để mà khống chế là cái mức đón của phản cung đi, mình cho rằng nó là tạm là vậy đi. Thì tới đây mình vẫn là bất động chốt ha, mình chấp nhận cho bên kia đánh lưỡng đồ xà bất động chốt để mình đưa vào cái hình phản cung. Bên kia sau khi phát triển lên thì mình sẽ phi mã lên bình thường. Thì lúc này mình sẽ buộc phải tấn lên một chốt rồi, nếu như không thì quân mình sẽ ngợp ha, buộc mình phải tấn chốt rồi. Vậy là tiếp tục là mã bay lên thì nước sau sẽ là đánh đấu. Thì hai cái ván trước của hôm qua thì tới đây mình sẽ bổ tượng hoặc sĩ bên phải, thì hôm nay mình sẽ đánh cái bên trái để cho chúng ta có nhiều cái lựa chọn hơn ha, lỡ mà chúng ta cầm đánh bên nào thì chúng ta cũng có thể là xây chuyển được ha. Rồi tới đây cầm bổ sĩ bên trái ha, cho đi ngược lại với hình trận. Rồi tới đây mình phi tượng luôn. Bên kia mã quy tâm. Mã quy tâm thì ở cái nước mà 7 mà chúng ta thường hay gặp á, ví dụ như mã này không không di chuyển đi mà xe này nè, xe này mà tiến xuống đè chốt á, thì lúc này chúng ta lại chơi cái nước là nổ pháo xuống sĩ tướng ăn ra, thì chúng ta sẽ bình xe vào bắt chết lại mã này. Còn mã quy tâm thì không đánh vậy được các bạn, khi mà các bạn đánh xuống tướng ăn ra thì mã mình bình xe bắt mã thì mã này quay lên giao chưng, rồi sau đó có nước là bình xe bình pháo ra để mà đuổi xe, mình sẽ mất nước nữa. Cho nên là khi mã quy tâm này thì không đánh được nước cờ đó ha. Lúc này mình sẽ chơi tạt pháo để mình đem xe làm trận. Thì các bạn biết là tại sao mà có thể các bạn thắc mắc tại sao bên tiên chơi là phi mã lên đây hồi tâm mà quay về đây là lý do như thế này các bạn. Thứ nhất nè là quân của mình là chưa phát triển được, thứ hai bên kia là mã này không phát triển được, cho nên phải đem mã qua bên đây liên kết, vừa làm dày cánh bên đây mà vừa có hướng để mà tấn công, sau đó là mình pháo sức xe. Tuy nhiên thì tới đây mình sẽ sức xe trước. Ồ, chơi cái nước tiến xe lên đây nghe nó sao sao ha, nghe nó cũng có một chút gì là nguy hiểm đây. Bây giờ mình gợi ý của máy là mình tiến xe lên đây, có thể là nổ pháo xuống để mà mình đe chốt. Bây giờ mình sẽ chơi một nước nguội ha, tấn bình biên lên, nếu bên kia không chú ý mình sẽ tấn tiếp bình biên lên. Để nước tấn bình biên này mình có thể là tấn xuống nữa để mà mình chia xe, tại vì chốt không dám ăn lên. Trước khi mà các bạn mà tiến chốt này xuống nè, ở đây là gợi ý máy là tiến chốt liền luôn, thì các bạn đánh một nhịp nhịp chậm thôi, là chúng ta tấn pháo một đã, khoan hãy tấn lên nha, khoan tấn pháo một để mình khống chế cái đường này trước, các bạn khống chế trước. Rồi lúc này mình thông mã trước để thứ nhất là đuổi xe về, thứ hai là cho mã này thông về sau đi, nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm. Vậy là bên kia thối xe về để mà giữ chốt. Bây giờ mình sẽ tiến ăn chốt trước, xe ăn vào mình sẽ phi mã lên. Rồi vậy thì tới đây mình phi mã lên, mình đè cánh mã lại. Ra đấu xe rồi. Các bạn thấy là bên kia sẽ rất ngợp những cái nước tiếp theo của mình là tiến chốt qua sông à, rất là ngợp, nên là buộc lòng mình đem đấu. Thì tới đây mình không chạy được rồi, nếu chạy mất nước liền, mình buộc đấu rồi, chấp nhận đấu thôi, tuy rằng rất là tiếc nhưng mà mình phải chấp nhận. Rồi tới đây tranh thực lợi trước nè, tại vì các bạn biết là máy khi nó đánh mà ở một mức độ nhất định rồi nó sẽ tìm cách tranh thực lợi để mà đánh chốt ngay, chứ không phải mà như chúng ta chơi ở ngoài mà chúng ta ăn được một vài con rồi bắt đầu chúng ta cứ mặt sát chúng ta bỏ chốt tùm lum tà la, rất là tiếc nè. Và tới đây gợi ý của máy là tiến chốt qua sông, nước này không cần thiết các bạn, nước này nó không khả thi,
chốt này sẽ rất là dễ mất là nếu như người ta quay mã về đây ha, quay mã về đây. Chốt qua xong mã quay về đây, quay về trung tâm thì chốt này mất à, không tác dụng, mình chờ thối pháo mà. Thối pháo để mình đánh đuổi xe đi, buộc xe phải bỏ chạy. Rồi lúc này mình đấu mã mãn lên, giờ mình tiến chốt qua xong nó sẽ thích hợp hơn rất là nhiều ha, thích hợp hơn nhiều lúc nãy là mình đưa được chốt qua xong rồi. Rồi nước tiếp theo người ta sẽ là quăng xuống đây à, không ảnh hưởng nha, quăng xuống đây thì chưa ảnh hưởng nhiều. Rồi mình đang chốt là quăng ở đây mình sẽ xử lý thế nào, mình có thể là gác sĩ lên, gác sĩ lên để khống chế mã này lại à, không có ảnh hưởng nhiều. Rồi ăn chốt, còn tại nếu như mình quan sát nếu mà ảnh hưởng quá thì mình sẽ không ăn chốt, mình sẽ đánh nhu lại một nước à, bằng cách có thể là mình ra đấu xe hay là mình vào trước ở đây cũng được, vâng vâng rất là nhiều. Còn mình thấy chưa tác dụng thì mình sẽ ăn chốt à, như vậy là người ta không có vô mã trước cũng hay ha, người ta không có phi mã trước mà mình đè mã nên nước sau có thể nếu xe mình nhúc nhích bậy bạ người ta đâm chiếu đây chẳng hạn, hoặc là người ta thối một về bắt mã này tượng không thể ăn lên, rất là hay. Rồi tới đây mình sẽ phi mã qua xong đuổi pháo, pháo này sẽ di chuyển về đầu chốt. Lúc đó mình sẽ sàn mã xuống đây hoặc có thể bình xe ra. Nước bình xe ra trước này chỉ là cổ vũ cho người ta bày mã xuống thôi, mình bỏ mặt đó, mình phi mã ép cho con pháo này quay về đã. Rồi bây giờ mình bình xe chi mã thì mã sẽ quăng xuống đây. Rồi lúc đó mình rảnh sĩ lên, quân cờ mình bắt đầu thông hết rồi. Nhưng mà xuống đây mình lên sĩ à, mình kia ra cũng lên sĩ ha, lên sĩ phòng thủ. Bây giờ mình tiến chốt xuống thì pháo sẽ nâng lên, hoặc là mình vô giữa lại, mình tiến chốt xuống đi, mình tấn công pháo mã chốt cánh này cũng cũng sẽ dễ làm ra trò. Nếu mà bên kia phòng thủ nó không đúng quá thì mình sẽ công sát bằng pháo mã chốt, đưa chốt tiếp cận luôn, tại vì bên đây đại khái là chưa tấn công mình được nha các bạn, chưa có nước nào tấn công được mình đâu. Bình chốt vào pháo mà nhảy lên đây thì mình sẽ phi mã xuống đây đe sát, không được bình bình chốt vào pháo này thối về bắt chốt, buộc phải tiến xe xuống cản, giờ tiến xe xuống trước luôn để tránh trường hợp bình vô pháo về xe mình trước xăng xuống đây à. À, vậy là lật tướng rồi à, tới đây bình xe vào bắt mã đâu có tác dụng, và tiến chiếu tướng thượng lên nổ pháo qua sĩ luôn rồi sao, tiến chiếu thượng tướng lên nổ pháo qua ăn sĩ, sau đó thối chiếu nữa, hoặc có thể là thối về đầu bình qua đây chiếu nó sẽ nhiều nước hơn, nhiều nước chơi hơn. Đó, cái đây mình có thể là thối chiếu cũng có thể là thối về đây mình qua chiếu à, mình đi quét chốt. Và nếu mà xe tiến chiếu thì tướng thượng lên không ảnh hưởng gì hết, bây giờ mình thối pháo chiếu tướng xuống, không tướng để đó đi, thối pháo hẳn về đây luôn, và nước sau mình qua đây chiếu rất là mạnh nè, tại vì mình đang dò sát nữa nè. Bên đây chiếu thì mình chỉ lên thượng tướng thôi, thượng tướng ăn qua sĩ không được, thượng tướng thôi. Còn bên kia phi tượng để kê pháo à. Mình có chiếu kê pháo, đoạn pháo ở đây thì mình sẽ bước tiếp mã này lên phiến đây chiếu, hoặc là quăng con mã này xuống đây chiếu à, quăng mã này xuống thì con pháo sẽ kê trở lại à, chiếu pháo mình qua cản, mình sẽ phi mã này lên. Rồi phi mã này lên, gửi con mã là đường đây chiếu, đường đây chiếu pháo chạy vô giữa chứ pháo ai đâu mà kê qua đây gì, tiến mã này lên đi, nước sao chiếu đây là cực lắm rồi. Thấy mà không biết sao đỡ nè. À, giờ xe này chỉ có thể là nhịp chiếu lên xuống thôi chứ đâu có quýnh như được gì nữa, nước này thấy mà không đỡ được à, thượng tướng
còn nước thượng tướng này. Giờ đây chết pháo này các bạn, bây giờ buộc lòng phải tấn pháo lên để mở đường cho tướng chạy thì tới đây chết pháo này, đây pháo nổ xuống, bây giờ quăng đây chiếu tướng thượng lên, bây giờ mình quăng mãn đây chiếu pháo ăn qua, pháo ăn qua thì mã này bước xuống chiếu sát sát cột, còn nếu chống sĩ thì không được, phải chạy pháo ra, chạy pháo ra thì mình đánh xe vào chiếu tướng thượng lên và quăng mã đây hay hơn, pháo không thể ăn qua đây được, nếu ăn qua thì quăng mã sát ngay. À, như vậy là người ta chơi cái nước cảm tử rồi, tức là không không ăn pháo qua mà kê pháo vào để cảm tử, nếu như mà mình ăn mã xuống thì pháo nổ lên. Bây giờ mình ăn sĩ trước, chiếu tướng tướng thượng lên, cho tướng thượng lên trời trước đi, giờ mình bỏ pháo này mình sẽ ăn con chốt, ăn chốt nếu mà pháo mà đọt qua đây mình tiến trở lại chiếu bí luôn, tiến xe trở lại chiếu bí luôn, không thể ăn pháo được. Giờ là chiếu nhấp rồi, nước này mình đọt pháo cũng thua, mà nếu như pháo lộn đây mình tiến xe xuống đây chiếu lại bí, bên kia tới đây hết khả năng quánh rồi, đây hết khả năng quánh, ở đầu đưa xe vô để mà cảm tử rồi, thì trong máy là vậy, hết đường đánh là đánh vậy đó các bạn, máy thường xuyên là vậy. Giờ mình tiến thẳng xe ở đây là người ta bí rồi, quánh vô đây quánh đường nào cũng chết rồi, giờ tiến thẳng đây sát đi ha. Rồi mình sẽ tiếp một ván nữa ha, thì các bạn thấy là cái biến đánh của ván hôm nay nó hoàn toàn khác của hôm qua ha, khác rất là nhiều ha. À, trong các biến đánh rất là nhiều, à, chúng ta tham khảo thấy cái biến đánh nào mà chúng ta thích thì chúng ta luyện nhiều hơn chút xíu, thì khi các bạn luyện nhiều một biến đánh các bạn thuần thục, khi mà thuần thục rồi thì lúc đó các bạn sẽ thấy được là đối thủ đánh kiểu gì chúng ta cũng có cách để mà chúng ta đối phó ngược lại hết. À, đó là cái cách mà vì sao mà chúng ta chơi một một ván mà cho nó thuần thục là vậy, cho nên người nào luyện cờ cũng có một cái gọi là phi đao, tức là những cái tuyệt kỹ mà người ta luyện luyện ở đây là luyện một thế chờ thế trận một, mà luyện tới luyện lui luyện với nhiều hình nhiều biến, đó gọi là cái tuyệt kỹ. Còn mình chia sẻ đây là mang tính chung chung rất là nhiều, à, để cho anh em tham khảo, à, cái nào thích hợp của với anh em nào thì mình lựa mình chơi, tại vì mỗi một người mỗi một lối đánh công thủ khác nhau. Và bây giờ mình tiếp một dáng nữa ha, đó thì vẫn là bình pháo vào trung lộ, thì như mình lưu ý thì ở trong máy nó đã cài đặt sẵn, ứng dụng cài đặt sẵn thì nó phi tượng hoặc nó đổi biến thôi, còn mình thì không, mình quyết là chơi cái phản cung. À, thì các bạn thấy nãy là dáng nãy là chơi bên 3 tiếng 1, dáng này chơi bên 7 tiếng 1, bây giờ các bạn cũng tiếp tục gá pháo vào ha, để cho bên kia người ta cứ phát triển hết thôi, khi người ta phát triển hết đây tới đây, các bạn biết là cái biến ở đây là thọc pháo xuống, cái biến này là mình chưa sử dụng ha, chưa sử dụng tại vì nó chưa có mang lại lợi ích nhiều, tới đây phát triển quân ha, và bên kia phi mã như mình nói là không có ngại cái nước mã bay xuống đây các bạn, nếu vô hình này là chúng ta lại bổ sĩ phải, bổ sĩ phải rồi lúc này sức xe, đây là những nước sức quân căn bản rồi thì không có gì ấy hết. Ở bên kia tiến xe mình phải là tiến thẳng lên đây bắt mã kích đấu, à, bên kia chơi hoành xe trước thì mình có thể tiến thẳng hoặc là có thể là bổ tượng để mà xuất xe, à, rất là nhiều ha, nếu mình bổ tượng thì bên kia sẽ bình pháo vào và ngũ lục tiếp, thì lúc đó lại dính vào cái biến mình tiến xe qua hà đánh đấu cánh giữa, đó là bây giờ mình đánh biến khác đi ha, bây giờ mình sẽ lựa một cái giờ không bổ tượng, bây giờ mình không bổ tượng mà chơi xe từng hà theo như máy. À, nếu mà xe từng hà lúc này để mình coi, nếu xe từng hà đi mình chơi cái biến từng hà xe đi để mình thay đổi cho nó khác với cho nó khác với hôm qua chút xíu, rồi vậy là mã đột binh chiếm được lời, lúc này buộc bổ tượng rồi, nếu không là xe này không lâm trận được, buộc rồi, nước là buộc mình phải ấy thôi, còn mình đã vốn nghĩ mình đã đổi biến là tiến xe rồi, nhưng mà bên kia bắt mình phải bổ tượng, mình buộc lòng phải bổ tượng thôi, nhà xe đem quá cung là tránh trường hợp mình xuất xe. Rồi tới đây mình tiến chốt,
Tiếng chốt là gợi ý cũng ái ha, tới đây mình không tiếng chốt ha, mà mình sẽ chơi ngược lại cái biến là thối pháo, thì mình vào bắt mã nè. Mình chia tiếng pháo xuống làm gì đây, công thẳng vào trung lộ là đánh vào, đánh mã vào trước hoặc pháo và bay vào. Chỗ này mới đây, gợi ý máy là tiếng xe một để phòng ngừa nếu mà đánh vô thì mã không có chuyên quân. Và tới đây mình cũng có thể chơi là mình xe qua đây đuổi pháo ép cho nhảy vô đây luôn, người sau đó là nếu như mã nhảy vô thì tượng đá lên pháo đánh vô, tới đây rất là dễ lỗ quân. Phải xem xét lại chỗ này. Giờ mình bình xe qua bắt pháo, nếu như mã nhảy vô đây mình sẽ không không ăn mã lên mà mình tấn xe một để thủ nước chiếu, nước sau pháo này cũng phải bỏ mạng lại thôi. Để mình bình xe qua đây coi con mã có dám nhảy vô không nha, còn nếu như mà con pháo nhảy vô, rồi nếu như pháo nhảy vô trước pháo nhảy vô trước nếu mình đá tượng lên, đá tượng lên mã nhảy vô, sau đó mình tiến xe một cũng vậy, mã này cũng không ra được. Rồi mình bình xe luôn nha để coi con nào vô trước. Vậy là pháo vô trước rồi, buộc rồi. Nếu mà trường hợp nãy mà mã vô trước là sẽ dính cái nước, mà mình chơi xe tiến một là bên kia sẽ bỏ quân lại các bạn, cho nên giờ phải chơi pháo vô trước để nhảy mã xuống, và lúc này mình vẫn tiến xe một. Vậy là giờ pháo đầu ra công kích rồi. Nếu mà mình phi mã lên đây á thì người ta sẽ quăng chiếu ngay, lúc đó có pháo đã tạo căn phía sau ha, mình buộc phải cảm tử xe, lúc đó mình sẽ thua một cách rất là tiếc ha. Bây giờ mình tiến pháo, mình bắt con mã này để tấn công nè, cái con mã mà mang tính chất tấn công thì mình sẽ bắt đánh trước. Bây giờ mình sẽ nổ vào, bên kia nổ qua sĩ đá lên thôi, không có vấn đề gì. Đá sĩ lên, xe tiến xuống đây. Đá sĩ lên là người ta tiến xe xuống đây, người ta bắt đôi lại hả. Vậy mình bình xe trên qua đi, mình xe trên qua chi pháo, nhưng pháo này cũng phải tắt cưỡi thôi, đây là không có cách gì mà chống đỡ được. Tiến chiếu giờ thối xe phòng thủ. Người ta đang dò sát rồi, buộc mình phải phòng thủ rồi. Trong thời gian này mình đang lỗ cặp tượng rồi, đang lỗ cặp tượng phải hết sức là cẩn thận. Rồi bây giờ xe xe mã mình lỗ voi mà xe phóng mã, mình ra đấu xe luôn, mình buộc phải đấu xe để giảm đi cái áp lực của cặp xe, tại vì cặp xe lúc này rất là mạnh. Lúc này người ta phi mã là xe mình không thể ăn lên được, nếu như xe ăn lên thì xe này đập vào trung lộ chiếu tướng rồi bắt luôn mã này nữa, cực lắm. Ở đây bổ sĩ một cái. Bây giờ mình buộc phóng xuống chốt đầu rồi, tới đây quýnh cờ tàn rồi, đấu hết quân quýnh cờ tàn rồi. Nhưng mà cờ tàn này thì các bạn thấy là tuy rằng mình lỗ tượng thiệt, nhưng mà thật sự thì với cái quân này mình có thể chơi được, các bạn quân này mình có thể chơi được. Chốt này qua sông rồi cũng rất là nguy hiểm. Bây giờ mình tiến chốt 5 lên, chốt này qua thì mình sẽ tiến lên. Còn nếu như mà mình nếu như mã ăn về thì mã ăn về thì mình về sĩ, nước sau mã mình thoát. Úc đây,
Tới đây buộc Tấn Minh Năm rồi các bạn ơi. Rồi về sĩ này, chốt này xuống thì bây giờ mình sẽ cơ hội để phát triển mã lên. Chứ nếu như mà mình không không tấn chốt năm thì mã mình sẽ bị đè có đi. Giờ mình phát triển mã lên. Rồi đang bắt pháo thì pháo quay về thôi. Về đây chốt bắt nữa mất nước đó. Về đây luôn đi. Phi mã nước sau là chiếu bằng pháo luôn à. Rồi thì tiến lên lại. Mình cứ cố gắng giữ pháo khống này thôi. Rồi, tiến lên. Chỉ cần mình đưa được một chốt qua sông với pháo mã pháo khống như thế này thì mình cũng sẽ dễ xử lý hơn các bạn. Mình phi mã bắt chốt đi. Mình chốt đông như nguyên à. Rồi đọt chốt. Về tàn cuộc thì tới đây khả năng mình nó cao rồi. À phi tượng. Giờ mình về đây không đi. Quăng xuống đây. Nước sao về bắt voi, chiếu và díu. Quăng xuống đây đi hay hơn. Nhiều chân đánh hơn là về đây. Quăng xuống đi. Mình chốt vào. Rồi giờ mình đưa tướng thượng lên nè. Đọt tượng. Cứ đánh cho bên kia mẻ dần dần ra thì mình sẽ dễ chơi hơn. Thổi pháo một. Phải duy trì pháo ống không không có tạc biên. Duy trì tại vì mã này đâu bắt được hoài các bạn. Nếu mà đúng luật cờ tướng này mình thể chơi nhấp gì nè. Không thể nào mà tiến tiến bắt thối bắt liên tục ba nước. Các bạn có chơi cờ thì các bạn nào cũng biết về cái vấn đề này ha. Rồi giờ mình sẽ quay mã. Nước sau mình chiếu mình dọn binh nữa và còn mã này đứng đây giữ chốt à. Rồi cứ mình chiếu tướng trước mã về đây chà. Giờ mình pháo ra là thối tướng, mình pháo ra được rồi. Đang đe là bắt bắt sẽ bắt con mã tiến chiếu chống sĩ bỏ đó luôn, quay mã về. Mình chỉ cần con chốt này sống nè và tìm cách đánh đánh tử chốt này nữa là được rồi, chứ mình không có cần thiết phải quá gấp ha. Giờ mình quay về đây để chi tử con chốt này trước để mình giảm đi cái sức tấn công của bên kia trước rồi. Rồi giờ tiến mã lên lại mà về pháo kê giữa tiến mã lên lại đi. Giờ mình vô tướng để giữ sĩ thôi, vô tướng. Vô tướng, người ta cũng chiếu mình ra lên tướng đi. Bên kia kiếm đường đi chốt cũng đâu có cửa nào thoát, bây giờ mình phải đưa chốt qua sông mới được. Ít nhiều vẫn phải có con chốt và phối hợp mới tấn công nổi các bạn ạ. Chứ nếu mà chỉ có pháo mã thì chưa có bí cái này được. Giờ mình chiếu một cái. Chiếu cái cây tướng lên hay ra. À, tướng ra dụ cho mình chiếu đây một cái ăn mã về, mình chơi tiến một gì cho khó chịu nè. À, lên tướng rồi vậy quay về bác sĩ. Ghi về sĩ đang đánh nước nguội này trước đi. À, đừng có dội vô pháo đây, cho mã nhảy xa xa đi, đánh nước nguội này đi. Nước nguội này nó sẽ có nhiều cái lợi hại, nếu mã nhảy bậy mình thể là thối pháo cút gì đấy mình bình vô giữa mình đánh hoặc vô đây mình chiếu, nên cái nước sĩ nguội này cũng là một nước dẫn dụ cho mã. Nếu mà dội vàng mà bay xuống bắt chốt, nó bay xuống bắt chốt thì rất là khó chịu á. Lúc đó mình sẽ thối pháo về mình cản mã hoặc có thể thối về đây bình vô chiếu rồi đánh phá sĩ rồi. Rồi vậy là bên kia xuống tướng rồi, bây giờ mình đem tướng vô từ từ mình phải cờ tàn. Các bạn đừng có đánh mà đi nhiều quá, những quân này mà nó chưa nằm nó chưa có ổn khỏi rồi các bạn đi nhiều quá nó mất đi cái vị trí đang nằm đẹp thì nó ổn lắm. Không mình kia ổn tường và bây giờ mình xuống tướng cái xuống tướng cái. À, tấn công chốt luôn. Chốt này chưa có gì là nguy hiểm.
khó đây. Giờ mình thối phó một, có một nước sao quăng xuống bắt chốt mã tượng. Rồi, thối phó một, thối phó một đi. Vậy là mã là dạng ngăn cản à, lãng phí nước quá. Chi chốt, tới đây chốt này sao nguy cơ quá đây. Chi chốt, chi chốt. Đọt chốt luôn. Ở đây còn có mã với chốt, chốt thấp thì không có vấn đề gì đâu. Lại vô tướng. Vô tướng vậy bây giờ mình phi mã bắt voi, voi chống lên. Phi mã bắt voi, voi dở lên. Quay mã về cũng dở voi lên. Vì quay mã về đây đi. Xuống bắt lại chốt ha, không sao hết. Giờ mình bình vào trung lộ. Đúng sĩ chiếu. Không được, bắt sĩ nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Rồi bình trung lộ đi. Ở đây mình có quân bảo vệ nữa không gì. Quay mã. Quýnh chiếu, mãn về quýnh xuống, nâng lên nữa, khóa chốt. Ôi trời sắp mưa rồi, quýnh nhanh dáng này để thôi. Thôi trời mưa rất là khó. Trời mưa ồn tại do cái phòng mình không có cách âm được các bạn, nên là trời mưa ồn lắm. Chiếu đây đâu có được, mình ra đây về chi chốt. Mình hạ tượng, về chi chốt. Đó, đấu luôn. Ây da, rồi mưa lớn rồi. Rồi giờ tướng với lại con chốt để đánh nhanh cờ này. Khó đây, khó đây, mình bậy rồi. Nhấp để cho bên kia không có nước đi cái đã. Về sĩ là hoài luôn các bạn ơi. Rồi tới đây mưa lớn quá cũng không quay được, dáng này về là máy thủ về mình chắc rồi. Hồi nãy mình gãy nước nào mà viên hoài dáng cờ này ta. Hoài tới đây là hoài rồi các bạn. Đây là hoài rồi. Rồi thì phòng mình thì nó không có cách âm các bạn, nếu mưa là không không quay được. Rồi tới đây thì cũng hai ván rồi, thì là hoài dáng này bị hoài ha. Rồi thì này chúng ta tới đây thôi. Rồi, tới đây mình tạm ngưng những bạn tại vì trời mưa thì ở đây ồn lắm, ồn lắm quay không được. Rồi, tới đây em xin chào và tạm biệt các bạn, chúc các bạn sức khỏe nha.